trình bày đề nghị bị cáo cũng không lặp lại. Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa đại diện viện kiểm sát, thì trước tiên là tôi cũng rất xin chân thành cảm ơn những cái đề xuất xem xét về những cái tình tiết giảm nhẹ cho đại sứ quán Malaysia đối với cái vụ việc này, và tôi thì cũng bày tỏ sự nhất trí cao đối với cả cái bản cáo trạng, cũng như là tôi cũng không có ý kiến gì đối với cả cái tội danh mà viện kiểm sát đưa ra, và tôi cũng bày tỏ sự nhất trí đối với cả luật sư của chị Nguyễn Lê Ngọc Anh, cũng như là luật sư của anh Thái, và cũng như là cái lời tự bào chữa của anh Thái và chị Ngọc Anh. Và những cái lời bào chữa của anh Thái và chị Ngọc Anh ở đây thì cũng chính là những cái lời bào chữa cho chính bản thân tôi. Và bản thân tôi thì đứng đây không phải là để bao biện cho những cái sai phạm đã được chỉ ra. Tuy nhiên thì tôi muốn đứng đây để, và tôi cũng không xin phép là không nhắc lại về cái phần bối cảnh. Tôi cũng đứng đây để muốn hội đồng xét xử có nhìn toàn diện, khách quan về cái mục động cơ, mục đích của cá nhân tôi cũng như là của đại sứ quán, đồng thời là cái vị trí, vai trò của tôi trong cái việc thực thi công vụ, và cái nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến cái sai phạm là vấn đề những tiền bồi dưỡng. Thì thứ nhất tôi xin trình bày ở đây là ba ý. Một là về động cơ mục đích, thì tôi sẽ đưa ra luận điểm của tôi để chứng minh rằng là cái hành vi của tôi, cái công việc của chỉ là để thực hiện công vụ với cái tâm của tôi và của các cái cán bộ đại sứ quán, chứ không phải là vì mục đích vụ lợi. Đấy là tôi sẽ trình bày về động cơ mục đích. Thứ hai là về vấn đề là tại sao chúng tôi lại đề xuất thu phí mà ở đây viện kiểm sát cho rằng là không đúng quy định. Và cái thứ ba là về việc sử dụng các cái khoản tiền còn lại, còn thừa sau các cái chuyến bay. Thì thứ nhất là về cái động cơ mục đích, thì trước hết là tôi cũng muốn hội đồng xem xét về cái tình tiết tăng nặng là lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Thì đối với các chuyến bay trước đây, thì đối với các cái chuyến bay trong mùa dịch, và đặc biệt là đối với các cái chuyến bay cho người mã hạn tù, thì thực ra đối với người mã hạn tù ấy thì không cần dịch bệnh, mà nếu chúng tôi muốn lợi dụng thì chúng tôi có thể lợi dụng ngay trong cái bối cảnh bình thường, vì họ là những cái người mà bị ở trong trại rất là quẫn bách và không thể liên hệ được với người thân. Chỉ cần chúng tôi vào và có mục đích thu tiền thì chúng tôi sẽ làm qua môi giới. Ở đây là gì? Chúng tôi không cần phải hàng ngày phải đi hàng trăm km xuống trại gặp gỡ người ta, phỏng vấn người ta, bởi vì ở các trại đó đã có sẵn môi giới rồi, và môi giới họ trực tiếp liên hệ để thỏa thuận mặc cả với chúng tôi về việc là sứ quán không cần phải đi đâu hết, không cần phải làm gì hết, chỉ cần tạo điều kiện cho chúng tôi có danh sách những người trong trại, người về và gia đình của họ, chỉ cần chủ động liên hệ với môi giới là đại sứ quán chỉ cần ngồi một chỗ và nhận tiền chênh lệch, trong khi đó tiền mặt không ảnh hưởng gì đến cái vấn đề về pháp luật, cũng như là không cần phải vất vả để đi từng trại đến như vậy. Thì vậy thì nếu muốn lợi dụng thì chúng tôi sẽ sử dụng môi giới để giải quyết vấn đề này. Vấn đề thứ hai là với cái phương châm hỗ trợ người dân tối đa, thì đại sứ và chị Ngọc Anh sau khi mà sang đến địa bàn khảo sát thì đã nhận thấy vấn đề này và đã có cái quan điểm là gì? Để hỗ trợ người dân thì chúng ta phải trực tiếp xuống làm, và trực tiếp xuống làm để có được cái mức chi phí là thấp nhất cho người dân, chi phí thấp nhất cho người dân, chứ không thể để các cái đối tượng môi giới lợi dụng cái hoàn cảnh dịch bệnh này mà chúng ta lại sử dụng các cái đối tượng môi giới đó để tăng cái chi phí đối với cả người dân. Và đúng thật là nếu mà chỉ để lợi dụng vụ lợi thì chúng tôi sẽ sử dụng môi giới, chứ cũng không cần phải trực tiếp xuống trại phỏng vấn những người không biết chữ, hỗ trợ họ rất là nhiều cái khó khăn rồi họ tức là để mà hình dung ra là chúng tôi trong chuyến đầu tiên chúng tôi có 4 người mà xuống phỏng vấn 600 người, hầu hết là ngư dân, họ không biết chữ, họ không nhớ nhà, họ không nhớ hoàn cảnh của mình, tên thì toàn lấy tên giả để trốn tránh cái pháp luật của Malaysia, nhưng mà chúng tôi thì phải lấy giống như là
nó không phải hỏi cung nhưng lấy cực kỳ thông tin chi tiết của họ để gửi về các cái địa phương để mô tả như vậy xem có người nhà nào nhận ra người thân của họ không. Như vậy là cái công việc xác minh của chúng tôi nếu không tận tâm chỉ cần nếu không tận tâm như vậy mà chỉ cần một cái công văn gửi về A08 thì sẽ rất lâu và khả năng là không thể xác minh được những cái người như vậy. Và tiếp một ý nữa là nếu mà thực sự ban đầu chúng tôi có cái mục đích trục lợi thì chúng tôi sẽ không sử dụng cái tài khoản cá nhân cũng như là không công khai cái tài khoản cá nhân lên trên mạng, thậm chí là lên trên mạng của đại sứ quán để thông báo cho người dân biết nhằm tránh những vấn đề lừa đảo. Tôi tiếp một ý nữa thì về vấn đề đưa người mã hạn tù về thì đã xuất hiện từ năm 2020 khi mà Malaysia bùng dịch, thì ngay lập tức thì các cơ quan chức năng đã Malaysia đã liên hệ với sứ quán để yêu cầu đưa họ về. Và thời đó thì chị Ngọc Anh chưa sang, tôi là người cán bộ làm công tác bảo hộ công dân và anh Nguyễn Anh Đức thời đó là người mà chị Ngọc Anh thay ấy, thì cùng làm công tác bảo hộ công dân, tuy nhiên tôi vẫn làm chính và chúng tôi đã có những cái đề xuất để chính phủ Malaysia tổ chức 2 chuyến bay miễn phí để đưa người mã tù về. Tuy nhiên rất nhiều yếu tố thì mặc dù bên phía Malaysia họ cũng đồng ý về phương án như vậy, tuy nhiên sau này thì cũng đã không thực hiện được. Vấn đề tiếp theo, bản thân tôi thì trong quá trình xảy ra cái dịch Covid từ năm 2020 thì đại sứ quán thời đó thì là đại sứ trước đại sứ Thái. Và lúc đó thì mọi người sang đều có gia đình, tuy nhiên bản thân tôi là sang một mình. Thế thì đại sứ trước đại sứ Thái thì có nói với tôi một câu tôi cũng rất buồn, đó là thôi thì bệnh dịch nguy hiểm như thế này mọi người thì đều có vợ con gia đình, thôi thì cháu làm công tác bảo hộ công dân một mình đi, nếu có vấn đề gì thì cũng không ảnh hưởng thế này. Đấy thì tôi nghe xong thì tôi cũng thấy rất là bức xúc. Thế tuy nhiên không phải vì việc đó, không phải vì những nguy hiểm như vậy mà cái tâm của tôi, và tôi cũng cảm thấy là đúng, đấy cũng có thể là một lợi thế của mình, tức là không có vợ con gia đình đi cùng thì chúng tôi có thể có nhiều thời gian để đi hỗ trợ cho bà con. Mà cái vụ việc mà anh Thái nêu trước đây là những người tự tử như thế chỉ là một trong hàng trăm vụ rất là nhiều. Và đối với những cái công mà tôi trực cái điện thoại hotline của đại sứ quán thì tôi trực 24/24 kể cả đêm. Đấy, vì trước đây tại sao đại sứ quán không làm vấn đề người tù, bởi vì đó chưa phải là vấn đề bức xúc trong cái cộng đồng người Việt tại Mã bây giờ. Bởi vì tôi một mình tôi làm bảo hộ công dân thì tôi không thể cover, không thể làm hết được tất cả những công việc. Chỉ khi nào mà chúng tôi nhận được những yêu cầu cần thiết bức xúc của bà con thì lúc đó chúng tôi mới đi xử lý những vấn đề như vậy. Đó. Và cái đây là tôi xin hết cái phần trình bày về cái phần động cơ mục đích, là không phải là đây là không phải là về vấn đề vụ lợi mà chỉ là về công vụ và trách nhiệm của cán bộ của đại sứ quán thôi và cũng như là bản thân tôi. Cái vấn đề thứ hai ấy, là tại sao lại chúng tôi lại đề xuất cái mức thu phí mà viện kiểm sát cho rằng là không đúng quy định, và cái cơ sở nào của việc thông tiền của cái việc thu tiền thông qua các cái dịch vụ chuyển tiền cũng như là tài khoản cá nhân. Ở đây ấy, thì nếu mà dùng cái từ là lợi dụng thì tôi cho rằng là chưa hợp lý, bởi vì nếu chúng tôi lợi dụng thì có nghĩa là sẽ có cái cách làm nó tốt hơn mà chúng tôi không làm, mà chúng tôi lại chọn một cái cách làm để gây thiệt hại cho người dân. Nhưng mà ở đây chỉ tại cái thời điểm mà dịch bệnh khi mà không ai di chuyển được thì chúng tôi mới buộc phải chọn ra cái giải pháp này. Thì vậy thì cái việc mà thu phí của chúng tôi thì nó có một số lý do như sau. Thứ nhất là để người mãn hạn tù được về thì người thân gia đình của họ về nguyên tắc là phải đến cục lãnh sự hoặc sở ngoại vụ của thành phố Hồ Chí Minh để đóng tiền vào quỹ gọi là quỹ bảo hộ công dân của cục lãnh sự. Tuy nhiên là ở đây chủ yếu là ngư dân, cái trình độ hạn hẹp của họ rất là hiểu biết, mà tại cái thời điểm đấy thì cách ly và cấm đi lại thì tại làm sao những người ở những cái khu vực như là Phú Quốc, Kiên Giang, Cà Mau họ có thể đến được cục lãnh sự để họ đóng tiền để họ có thể lo cho người thân của họ về nước. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là tại các cái sở ngoại vụ địa phương người ta không nhận cái tiền để tiền đóng qua cái bộ phận lãnh sự đấy để cho người thân của họ về nước, người ta không nhận, mà người ta yêu cầu là phải một là đi ra Hà Nội mà hai là đi ra sở ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh thì mới có thể đóng được cái khoản tiền này. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là cái thủ tục đóng tiền qua quỹ bảo hộ công dân thì
rất là nhiều bất cập liên quan đến văn bản giấy tờ, trong khi thì chuyến bay của chúng tôi thì chủ yếu là chỉ được thông báo trước 4 đến 5 ngày, dài thì là 1 tuần. Thì trong khi phía bên phía Malaysia họ nói là cái bối cảnh Covid như này để mà chuẩn bị rồi làm thủ tục các thứ cho người bạn tù về thì đại sứ quán phải thông báo trước ít nhất là 2 tuần thì họ mới có thể chuẩn bị được. Bởi vì họ cũng phải đưa những công dân ở các nước khác về, họ cũng phải bố trí sắp xếp đưa các nước khác về. Chứ mình báo trước 3 đến 4 ngày thì thời gian đâu mà họ có thể sắp xếp được cho người dân về theo đúng yêu cầu của mình. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là cái mức thu thì ở đây tôi không nói, tôi sẽ không đề cập đến. Tuy nhiên thì cái mức thu 20,3 triệu đồng này trên cơ sở tính toán rất nhiều các cái yếu tố. Và như đại sứ như anh Thái nói là để dự phòng. Bởi vì nếu không có cái khoản dự phòng này đến lúc mà thiếu thì chúng tôi sẽ không thể tổ chức hoặc không thể bố trí cho công việc nó được suôn sẻ thuận lợi. Một ý nữa là cái tại sao lại phải là tài khoản cá nhân mà không gửi qua tài khoản của đại sứ quán, thì cái này tí nữa thì chỗ chị Phương sẽ nói rõ hơn. Bởi vì chúng tôi cũng có xin ý kiến là vì tại cái thời điểm đấy chúng tôi phải chi phí và xử lý rất là nhiều khoản tiền, nhận tiền Việt rồi nhận tiền Việt từ ví dụ như chủ ghe, chủ tàu, hoặc là nhận tiền mã, tiền ringgit từ các cái chủ lao động người Malaysia để cho lao động của họ được về nước. Thế thì nếu mà chỉ lúc đấy thì lại là cách ly cấm đi lại, nếu mà chỉ chuyển tiền ringgit vào ngân hàng thôi thì chúng tôi cũng không thể rút ra được, tại cái tài khoản ngân hàng của sứ quán nó cũng không thể rút ra được để chi phí. Mà để rút ra được thì chúng ta phải đến tận nơi rồi làm các cái thủ tục rồi giải trình các thứ rất là phức tạp. Đó thì đấy cũng là một trong những cái lý do mà chúng tôi phải sử dụng cái tài khoản thông qua cái hoạt động chuyển khoản của cái anh Asnawi, cũng như là sử dụng tài khoản của chị Ngọc Anh để kịp thời xử lý những cái việc chuyển tiền rồi chuyển khoản. Bởi vì cũng nhiều người nói với chúng tôi là sao đại sứ quán Mã Lai ngây thơ thế, tại sao lại sử dụng tài khoản cá nhân. Vì vấn đề là chúng tôi rất trong sáng, cái mục đích của chúng tôi trong sáng, chúng tôi không phải sử dụng tài khoản cá nhân để vào cái mục đích vụ lợi, mà chỉ nhằm tạo điều kiện cho bà con có cái cách tốt nhất, nhanh nhất và có thể đáp ứng được cái yêu cầu của chuyến bay trong cái thời điểm bấy giờ, tại cái thời điểm bấy giờ. Còn nếu có cách nào khác hay hơn thì có thể là chỉ cho chúng tôi, thì chúng tôi xin nhận trách nhiệm về cái việc này. Một vấn đề tiếp theo là tiếp theo ý thứ ba là về việc sử dụng các cái khoản tiền. Thì đối với cả chi phí cái chi phí mà còn lại ở trong sứ quán thì chúng tôi cũng đã được đại sứ chỉ đạo để sử dụng trong cái vấn đề phát sinh. Thì như anh Thái cũng đã nói là cái vấn đề có rất là nhiều vấn đề phát sinh, mà tại cái thời điểm chúng tôi thu tiền là 20,3 triệu thì cũng có những người 20,3 triệu không đủ, là bởi vì người ta phải test covid lại 2 đến 3 lần, mà chi phí cho mỗi lần đấy là khoảng 500 dinh, tức khoảng 3 triệu. Tức là test lại 2-3 lần là đã mất 6 triệu rồi. Đấy, tức là cái chi phí nó phát sinh ra nhiều lúc mình không thể đánh giá được tình hình, mà cũng chưa xảy ra bao giờ, cho nên chúng tôi cũng không biết được là nó sẽ có những vấn đề gì. Hơn nữa là những cái chi phí còn thừa này chúng tôi còn sử dụng để cũng lưu ý là trong cái chuyến bay cho người mãn hạn tù thì không phải là 100% là đều là người mãn hạn tù, mà chúng tôi còn lựa chọn những cái người mà cần khẩn cấp lúc đấy là gì, đau ốm, bệnh tật, bệnh nan y, có thể bị mất, hoặc là có thể chúng tôi còn phải viết cam kết đối với cả hãng hàng không, nếu có vấn đề gì đối với cái người ốm đau bệnh tật này thì chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Và đúng thật là có một trường hợp là chúng tôi đã phải chịu trách nhiệm về việc đấy, là khi người ta về người ta mất ở tại sân bay, và chúng tôi đã phải xử lý đối với người nhà, phải đền bù chi phí, hoặc là có những cái xử lý về mặt thủ tục nhờ ban ngành này ban ngành nọ để xử lý. Về vấn đề nữa là đối với cả các cái vấn đề sắp chết ấy, bản thân tôi tuy không làm lãnh sự nhưng mà tuy không làm về những cái vấn đề mà liên quan đến cái thủ tục mai táng cho người chết, nhưng bởi vì tôi là cái người làm công tác bảo hộ công dân thì lúc tại thời điểm đó hầu hết là cứ liên quan những vấn đề gì mà khó khăn các thứ, hoặc là liên quan đến vấn đề cần cấp cứu người chết, hoặc là những người không nơi nương tựa, họ đòi đến sứ quán, họ đến làm gì, là tôi có là lúc đấy sứ quán cử tôi ra để thực hiện cái công vụ này. Và tôi cũng có ý kiến là cái này hoạt động này là hết sức phức tạp và có nhiều cái
nếu không có chi phí thì không thể thực hiện được. Vì vậy là đại sứ đã quyết định một cách nhân văn là sử dụng những cái chi phí này để giải quyết triệt để những cái vấn đề đấy và tạo điều kiện cao nhất cho bà con. Tiếp là về cái khoản tiền bồi dưỡng, thì khi mà nhận được bồi cái cá nhân tôi khi nhận được bồi dưỡng thì trong năm 2020, tức là khi mà xảy ra Covid và năm 2021, thì cái công tác phí của tôi đến cái thời điểm đấy vẫn còn bị thiếu, tức là nói nôm na là đại sứ quán vẫn còn đang nợ tôi cái tiền đấy, bởi vì cái việc mà điều tôi đi các nơi, đi về các địa phương hàng ngày mấy trăm cây để hỗ trợ cho bà con, rồi cái tiền mình tự bỏ ra để hỗ trợ cho bà con lúc đấy thì chưa thu hồi, kinh phí chưa rót về. Và thậm chí là bạn Phương kế toán ở đây, bạn đã nói là kinh phí hết rồi cậu ạ. Thì tức là cái kinh phí mà để tôi, bản thân tôi đi lúc đấy là kinh phí tự bản thân tôi, và đại sứ Thái cũng có nói là thôi thì cứ chịu khó để thực hiện đi, anh sẽ tìm cách để anh xử lý lại cho em. Nhưng mà đến bây giờ thì khi tôi về thì cũng chưa xử lý được. Thì cái phần mà lúc tôi nhận tiền bồi dưỡng thì tôi cũng cảm nhận là gì, tôi cũng có một phần kinh phí để bù lại cái phần đấy cho mình, và cái chi phí tiếp theo để mình tiếp tục có thể làm việc, để tiếp theo để thực hiện những cái công vụ đấy. Tôi xin có một cái ý nữa là gần đây thì ở báo chí có dẫn lời của anh Thái về cái việc nó như kiểu giật tít câu view ấy, tức là đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia không có tiền thì cán bộ không thực hiện nhiệm vụ. Thì tại sao lại anh Thái lại có ý đấy, nhưng báo chí có thể chưa hiểu rõ. Có nghĩa là trong cái bối cảnh mùa dịch đấy, chúng tôi không có kinh phí bảo hộ công dân để đi thực hiện các cái công vụ, mà chỉ cử thực ra là mỗi người sẽ được cử những cái công việc khác nhau để thực hiện những công việc chung của sứ quán nhằm hỗ trợ cho bà con. Thế nhưng không có chi phí thì đúng là cái khi mà chưa lấy được chi phí ở đâu thì không thể nói là anh bỏ tiền của anh ra rồi. Anh có những người, ví dụ như tôi thì tôi chấp nhận, nhưng có những người thì người ta bảo là không có tiền, bởi vì người ta còn gia đình, người ta còn con cái học hành, người ta phải chi phí rất nhiều khoản khác, thì người ta lấy đâu ra cái tiền để mà người ta bù vào những cái công vụ, việc công vụ như vậy. Cho nên là nếu báo chí đưa thì tôi mong là cũng nên hiểu rõ vấn đề, chứ không nên đưa theo cái hướng không có lợi như vậy cho chúng tôi. Về cái nhận thức của tôi ấy, thì trước đây thì tôi cũng đã lên Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc, và tôi cũng đã nhận thức được những cái sai phạm của bản thân tôi trong cái quá trình công vụ. Thì trong đó có cái vấn đề là tham gia đề xuất cái mức phí mà tại thời điểm đó thì chưa có quy định. Và cái thứ hai là tôi đã nhận tiền bồi dưỡng từ đại sứ quán. Thì đây là hai cái sai phạm mà tôi đã nhận, và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã có ý kiến và cũng đã kết luận. Và trong cái quá trình làm việc ấy, thì sau khi mà làm việc với cơ quan chức năng và biết cái tiền bồi dưỡng đấy là vi phạm pháp luật và không đúng quy định, thì tôi cũng đã tự nguyện bồi hoàn hoàn toàn cái khoản tiền mà tôi nhận là 480 triệu để khắc phục hậu quả. Và cái lời khai đối với cả khi mà làm việc với cả cơ quan an ninh điều tra thì từ đầu đến cuối là tôi khai thống nhất, không có che giấu bất cứ vấn đề gì của đại sứ quán cũng như của bản thân tôi. Trên cơ sở những cái vấn đề thì tôi vừa trình bày thì cũng kính mong hội đồng xét xử, kính mong viện kiểm sát cũng xem xét cái vị trí vai trò của tôi, cái bối cảnh tôi thực hiện công việc, cũng như là bối cảnh mà công việc chung của đại sứ quán, để tạo điều kiện cho cá nhân tôi cũng như là các cái cán bộ còn lại được hưởng cái lượng khoan hồng của nhà nước. Và cảm nhận của cá nhân tôi về cái định khung hình phạt của viện kiểm sát đối với cá nhân tôi cảm giác là nặng. Bởi vì bản thân tôi thì không có tác động gì đến cái việc là tôi phải được nhận tiền bồi dưỡng là bao nhiêu, và bản thân tôi cũng không có cái ý thức là lợi dụng cái việc cái chuyến bay này để tôi kiếm tiền. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây thì có rất nhiều việc không ra tiền nhưng mà tôi vẫn làm, và tôi đã được, tức là trước khi tổ chức chuyến bay cho người Ma tù thì tôi cũng đã được đại sứ quán nhất trí và bên Bộ trưởng Ngoại giao tặng bằng khen cho tôi về thành tích xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân, để thấy là gì, không phải vì chuyến bay mà tôi mới hoạt động như vậy, mà ngoài chuyến bay thì tôi còn rất nhiều việc khác phải làm tại cái thời điểm trước đó. Tiếp theo thì về cái định khung đối với tôi, thì tôi cũng xin đề xuất hội đồng xét xử xem xét những cái tình tiết trình bày của tôi,
để có thể có mức nhẹ nhất theo luật định, bởi vì nó phù hợp với cả vị trí, vai trò cũng như là cái những cái việc mà tôi đã đóng góp cho xã hội, cho đất nước. Tôi xin hết. Mình cảm ơn chú.